dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, tỷ lệ học sinh đến trường còn thấp. Trong những năm qua, phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh Lào Cai đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần vào sự nghiệp mang cái chữ lên vùng cao Tây Bắc. Hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, ngày 22 tháng 5, Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai đã tổ chức Đại hội đại biểu khuyến học tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm, ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, cùng lãnh đạo một số sở ban ngành và đại biểu Hội Khuyến học 8 huyện trong toàn tỉnh. Báo cáo tại đại hội, trong nhiệm kỳ 2009-2014, Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng và tổ chức, củng cố hội từ các thôn bản đến cơ quan, các khu dân cư, các dòng họ với số lượng hội viên ngày một tăng cao. Đến nay, toàn tỉnh có gần 3.300 chi hội và ban khuyến học với tổng số 140.000 hội viên. Sau 12 năm hoạt động, Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai đã thu được nhiều kết quả to lớn, hỗ trợ và khen thưởng cho hơn 274.000 học sinh và giáo viên, vận động được 2.700 học sinh bỏ học hoặc có nguy cơ bỏ học quay trở lại nhà trường. Toàn tỉnh có 67.145 gia đình hiếu học, 212 dòng họ hiếu học, 479 khu dân cư hiếu học. Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo mở 13.400 trung tâm học tập cộng đồng cho hơn 510.000 lượt người học tập, nâng cao hiểu biết và năng lực sản xuất nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó, Hội Khuyến học các cấp đã huy động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ ngày công, hiến đất, vật liệu xây dựng với tổng trị giá 184 tỷ đồng để tu bổ, sửa chữa, xây dựng trường học, mua sắm đồ dùng học tập, hỗ trợ các trường học và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Có thể thấy, hoạt động của Hội Khuyến học đã có sức lan tỏa rộng khắp đến mọi tầng lớp nhân dân, nhận thức về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được nâng cao, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục trong toàn tỉnh, tạo cơ hội học tập cho mọi người. Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm đã biểu dương những thành tích đạt được của các cấp hội, đồng thời hội cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào khuyến học, khuyến tài, cũng như cuộc vận động học tập suốt đời và xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập và cộng đồng học tập của tỉnh, giành nhiều thành công, góp phần thiết thực vào quá trình xây dựng Lào Cai thành một tỉnh tươi đẹp, phồn vinh. Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm cũng mong muốn, trong nhiệm kỳ tới, Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và toàn thể nhân dân cùng chung tay xây dựng xã hội học tập, tích cực huy động mọi nguồn lực xã hội cho sự nghiệp giáo dục, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở mọi cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh. Sau một ngày làm việc, đại hội đã bầu ra ban chấp hành khóa mới gồm 39 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh được bầu làm chủ tịch danh dự của Hội Khuyến học. Đồng chí Bùi Thị Kim Dung tái đắc cử giữ chức chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh. Đại hội cũng bầu ra đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Khuyến học Việt Nam gồm 6 đại biểu, đồng thời phát động phong trào thi đua khuyến học khuyến tài giai đoạn 2015-2020 và thông qua nghị quyết đại hội.